Lời đầu tiên cho em xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác làm thợ lùi ong. Ở hôm nay một cái video ngắn này, em sẽ giới thiệu về những cái lô chân tầng ong lội. Đấy, nhà em bên cơ sở chúng em là chuyên cung cấp đồ nuôi ong lội, vật tư của ngành ong lội. Đấy, như các bác thấy trên cái gian hàng nhà em đây, tất cả đây là những cái lô chân tầng. Đây, tầng trên, tầng dưới, đây mấy gian hàng đây. Tầng dưới đáy cũng có một gian hàng nữa. À, thì như các bác thấy đây, đây là hai cái gian hàng, đây là hai cái hộp hộp chân tầng. Hộp này thì là 50 chiếc này, hộp này là 100 chiếc này, đóng sẵn hộp như này. Khi các bác có nhu cầu đặt hàng ấy thì em sẽ đóng ra một cái bưu phẩm quấn gọn như này vào để tránh tình trạng là dập lát này, méo hay là rách, ảnh hưởng chân tầng của các bác khi các bác nhận được hàng. Bên em thì nhận gửi hàng đến bưu điện đấy, hàng đến nơi thì bên em ship COD đồng kiểm, có nghĩa là anh em hàng đến nơi các bác là bóc hàng ra, các bác kiểm tra chất lượng sản phẩm này và xem hàng có ảnh hưởng gì không, khi đường vận chuyển đi nó có bị làm sao không. Đấy, nếu mà nó không bị làm sao thì các bác nhận, nó bị lát hay là bị vấn đề gì trục trặc quá thì các bác gửi về cho em. Còn nếu mà nó bị chút ít do bên vận chuyển nó móp méo một tí ở góc cạnh như này thì cũng rất mong là các bác thông cảm, bởi vì là cũng không tránh được, gửi qua đường bưu điện mà người ta vận chuyển đi nó cũng rất là xa xôi. Đấy, thì bây giờ em sẽ bóc cái hộp chân tầng này ra để cho các bác tham khảo cái mẫu chân tầng nhà em để xem. Đây, em sẽ bóc một cái hộp 50 tấm ra nhé. Cái vỏ hộp này không quan trọng, quan trọng là chất lượng bên trong thôi. Đấy, thì như các bác biết đấy, mùa nhân giống gà đông thì năm 2019 đã bắt đầu rồi, cũng có một vài tỉnh thành là đang bắt đầu ong bắt đầu trong tình trạng đẻ quân và nhân đàn. Mùa nóng thì cũng gọi là đi qua rồi, gọi là ong đã vượt nắng thành công. Mùa này đang là mùa thứ nhất là mùa bo phấn này, mùa thứ hai là mùa này ong nó sinh sản này. Đấy, khi các bác nhận hàng về các bác nhớ đó để các bác bóc ra cho em, các bác cứ thoải mái bóc hàng kiểm tra nhé, để chất lượng sản phẩm ưng ý thì các bác nhận. Bởi vì em cũng bên em bán hàng chất lượng thì bên em cũng không lo cái vấn đề đấy, cho nên là các bác cứ bóc là các bác kiểm tra, tránh trường hợp là hàng họ nó không được yên tâm ấy. Đấy, giờ em sẽ bóc hết nó ra đã, nó quấn kỹ quá. Rồi, đây cho các bác xem chân tầng em dán rất là kỹ luôn. Thứ nhất là không bị mốc này, hai là không bị ảnh hưởng chất lượng chân tầng này. Các bác thấy không, chân tầng vàng óng này. Để nói chân tầng anh em thì các bác không thể chê vào một lời nào được. Đây các bác thấy đây, đẹp chưa, này độ dày của chân tầng nhá. Em cũng công khai luôn là một hộp chân tầng anh em này là vào 4 cân 2 một hộp này, chưa tính vỏ hộp nhé. Đây các bác này, các bác thấy chân tầng không? Đấy là, đấy là cái hộp 100 nhé, còn hộp 50 là được 2 cân. Đây rất là dày luôn, các bác thấy không? Rất là dày dặn, vàng ươm luôn. Không có kiểu trắng trắng nhờ nhờ đâu. Cái chân tầng nó trắng nhờ nhờ là chân tầng sáp không tốt nhé. Em không biết là pha hay không nhưng mà sáp không tốt. Bên em thì cung cấp chỉ loại chân tầng như này thôi. Đây, mời các bác chiêm ngưỡng chân tầng này em. Các bác mà đi qua kênh YouTube của em mà cần tham khảo thêm về những cái vật tư ngành ong ấy thì rất là mong các bác ủng hộ em, cho em xin một lượt đăng ký kênh và bật thông báo lên. Em sẽ đăng tải lên liên tục những cái sản phẩm cung cấp về vật tư ngành ong cho các bác tham khảo. Đấy, video ngắn này em giới thiệu về cái sản phẩm chân tầng này. Em xin phép là kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại.